Giới tiên tri tử vi học nhận định, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, tháng 3 năm 2022 âm lịch đến thời thoát khổ, giàu đất đốn đổ vách. Vâng, chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình xem tử vi của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Bởi theo giới tử vi học dự báo thì trong tháng 3 âm lịch, con giáp này sẽ là một trong 3 con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 3 này. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cam chịu của mình thì những gia chủ tuổi Quý Hợi đã hạ gục rất nhiều những đối thủ của mình để có thể bước lên bục vinh quang. Sự thành công của họ đã khiến cho không biết bao nhiêu người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng tất nhiên là cũng không kém phần nể phục, kính trọng. Những gia chủ tuổi Hợi là người có khả năng lãnh đạo, là những người hiền hòa tốt bụng. Họ sống đơn giản mộc mạc, vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác, kẻo bạn lại đắc tội với một trong những con giáp giàu có thành công bậc nhất trong năm 2022 nhâm dần này. Qua phần luận giải chi tiết về tử vi của tuổi Quý Hợi trong tháng 3 âm lịch sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu được điều đó. Vâng, và trước khi bước vào phần luận giải, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi đăng tải. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy tiếp tục theo dõi phần luận giải chi tiết. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, mệnh đại hải thủy, là người không phải coi trọng vật chất, chẳng có nhu cầu quá lớn với tiền bạc. Nhưng dường như điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc tài lộc cứ bất ngờ ùn ùn kéo về. Tuổi Quý Hợi dường như có khả năng cuốn hút hoạch tài, vì thế mà có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn những người khác. Bản mệnh chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có được tài lộc dồi dào trong tay. Khi làm việc nên bình tâm tĩnh khí, đừng để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Trong chuyện tình cảm, họ cũng không phải là người có chính kiến, đối phương nói gì nghe nấy, đặt đâu ngồi đấy. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tuổi Quý Hợi không biết phân biệt đúng sai. Với kẻ nói một đằng, làm một nẻo, bản mệnh sẽ từ chối tin tưởng, thất vọng mà dần mất đi niềm tin vào tình cảm. Con giáp này không phải là người lãng mạn, không sống với những chuyện ngôn tình nên cần một người có trách nhiệm yêu thương. Tháng này với tuổi Quý Hợi vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng do vận xấu chưa nên thực hiện các mưu sự mới. Thời điểm này, bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công việc. Có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp giáp dương mộc nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được dinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Quý Hợi. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến. Sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi cho thấy người tuổi Quý Hợi có nhiều cơ hội được thăng chức, tăng lương trong những tháng đầu năm 2022. Bạn chỉ cần dựa vào sức của chính mình, không ngừng quyết tâm cố gắng vượt qua khó khăn thì sẽ chinh phục được lòng tin của lãnh đạo và đồng nghiệp. Tuy nhiên, cần phải chú ý rằng để đạt được thành công như mong đợi, bạn cần phải cố gắng hơn mọi người rất nhiều. Đôi khi bạn có thể rơi vào tình trạng lao lực, vất vả. Ngoài ra, bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại gièm pha, khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi tài lộc tuổi Quý Hợi năm 2022, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 3 năm 2022 âm lịch.
gia chủ vẫn duy trì được mức lương từ trước tới nay nếu đạt được thành tích xuất sắc trong công việc, có thể nhận thêm được những khoản thưởng nóng hoặc tăng lương. Người làm đầu tư kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản cũng có cơ hội thu lời từ số vốn bỏ ra trước đó. Bạn cần nhanh chóng nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại gièm pha để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Con giáp này cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không đáng có, cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mà về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng tháng 3 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy đến nếu người tuổi Quý Hợi không cẩn thận. Đây chính là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn cũng không được làm việc quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập. Các quý gia chủ tuổi Quý Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Năm 2022 là năm khá đào hoa đối với tuổi Quý Hợi. Người độc thân nên nhân cơ hội này để mở rộng các mối quan hệ của mình. Bạn nên cho người khác cơ hội được tiếp xúc gần gũi với bản thân. Đồng thời, nếu đem lòng yêu mến ai thì nên chủ động tiếp cận, chủ động bày tỏ, không nên để lỡ mất thời cơ tốt. Với những người đã có gia đình, vợ chồng bạn đã biết bao dung và lắng nghe nhau nhiều hơn, vậy nên số lần tranh chấp mâu thuẫn có dấu hiệu giảm hẳn. Bạn biết quý trọng gia đình mình và luôn cố gắng hết sức để gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022 tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuổi Tuất. Đối với người tuổi Quý Mùi trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 3 năm 2022, tức ngày 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 3 năm 2022, tức ngày 22 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Hợi trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 7 tháng 3 năm 2022, tức ngày 7 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 3 năm 2022, tức ngày 19 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong thủy Gia Cát về tử vi của người sinh năm 1983 trong tháng 3 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Quý Hợi. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 3 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại!